phụ ngồi nơi bàn lộ, cầm quạt nang phe phẩy trên mồ. Dám hỏi nàng duyên cơ nào đầu đội khăn số, ngồi quát mãi nắm mồ còn sân cò. Thưa ngài, không giấu chi ngài, đây là ngôi mộ của chồng tôi vừa tả thi. Tính đến nay đã được 400 tròn, bởi cảnh nghèo nên không thể nuôi con. Muốn tay giá để nhờ người bao bọc, đây chiếc quạt ngày xưa đôi đau. Ngồi gắn tấm quạt trong cho có héo qua con trên mồ phu lăng. Tôi mới mong yên và quên chàng. Hỡi ơi cam cảnh thay cho một trang hiền phủ, cầm quạt nang phe phẩy chờ đến khi đám cỏ xanh đã héo. Cõi đời đen bạc có mấy ai, người tròn đạo thủy chung. Chẳng qua họ sống toàn giả dối, họ dùng toàn bằng chót lưỡi đầu môi. Mới hôm nay họ còn nói tiếng chung tình, thì ngày mai họ đã đem lòng bội phàn. Sợ tiếng đời dị nghị dèm pha, mồ trong ngọn có còn xanh, chờ khi cỏ heo mới đành sang ngang. Tam tùng tứ đức lo toan, tình nghĩa vẹn toàn thật đáng mặt quần tha. Thưa phu quân, từ thành nội về nơi tư thất, chẳng hay có việc chi mà sắc diện lại trầm ngắm. Phu nhân ơi, sao là vừa rồi tôi có gặp một cô gái ngồi nơi bàn lộ, vừa quạt mồ vừa than khóc nỉ non. Tôi lạ lùng bước tới hỏi thăm, thì cô gái ấy đáp rằng chồng mới mất ngôi mồ còn xanh cỏ, vì gia cảnh muôn bước đi bước ngửa, nhưng xôm lấy chồng e miệng thê mía môi. Cho nên nàng hay ngồi quạt mồ chẳng quản đêm ngày, chờ cỏ heo mới yên lòng tay giá. Thật là một tấm gương cho hiền phủ soi chung. Thứ đàn bà trắc nết như vậy mà phu quân lại khen đáo đệ, chung thủy vì những kẻ lang tâm. Chứ còn tôi nói thiệt, nếu phu quân chẳng may nhắm mắt lìa trần, tôi thề quyết trọn đời thủ tiết. Ô lời phu nhân hay thật, nhưng tay năng thuyết bất năng hành. Sách có câu sự cửu kiến nhân tâm, tôi tuy dốt nhưng xuất ngôn như phá thạch. Trời, sao giữa lúc hạng nguyên thân mật, duyên cơ gì lại hạng xuất kim thân? Phu quân hãy định tĩnh tâm thần, sao mới đó tự chi đà nhuộm lành. Phu nhân, ta mệt lắm, xin vĩnh biệt. Trời ơi, phu quân đã hồn quý ăn cành, kể từ đây tiếp đành cam tẻ lạnh chốn cô phong. Chuyện hàng quyến chưa cạn tiếng ân tình, người dối bỏ tao trang êm ấm, bỏ văn bài thi phú bút nghiêng. Hỡi ôi lễ sầu tuôn ràn rủa đôi mi, tóc rủ rượi má đào quen nét phân. Phú quân ơi, người về nơi âm cảnh để tiếp
hồ điệp mộng trung gia vạn lý, độ quyên chi thượng nguyệt tam canh. Kiếp này càng rẻ yếm rời quanh, thiếp xin nguyện trọn đời công tái gia, để tạ lòng quân tử trưởng phu, để vĩnh viễn nêu gương tiếp phụ. Từ đây những khi đèn khuya đôi bông, thiếp sẽ vì chàng qua mấy dần thơ. Tôi rồi lỡ một đường tơ, hết ân hết ai hết chờ hết trông. Thôi còn chi nữa mà mong, ngàn thu kép cửa khuê phòng. Ân sư vừa tạ thế, nên kẻ này qua đổi tương à tâm à. Tôi cảm ơn ai không ngại đường quan sang cách trở muôn à, trùng cũng sang phung điêu cho trọn tình sư. Xin phép cô. Cha dạ, người ở đâu nói năng nghe lễ phép, dung mạo lại đoan trang. Ờ, thấy là trời xui em bắt nhãn năng, được hòa hiệp tấn tần giai ngâu. Dạ, đã xong tuần khung điếu, tiểu sinh đây xin cáo biệt dời chân. Khoan đã, người hãy ở lại đây, tôi chắc không ai biết giữa một đêm sương tuyết bên cạnh người quả bình cũ đêm nay tay phát cảm thương hàng có xanh chân nhức đầu đông. Nhức đầu đông có thuốc chi trị bệnh ấy hay không? Nếu uống được óc người thì khỏi hẳn. Người mới chết có lẽ óc còn làm thuốc đặng. Chàng yên tâm, thiếp sẽ tìm thuốc tức thì. Thuốc ở đâu? Nàng hãy kiếm mau đi, chậm giây phút chặt mạng tôi khó sống. Nàng chần chờ thôi, để tôi chết phước cho rồi. Chàng ơi, mạng của người yêu mới là đáng trọng, chớ ai tiếc làm chi kẻ đã không còn sống giữa dương trần. Thôi thì cõi u minh ông đã đánh nợ đần, xin ông đừng quán trách tôi là người tẩy bạc, bởi nóng lòng cứu mạng người yêu. Bông chàng tiếp dẫn phương cơ, giờ đây tiếp phải lấy vô đập sắm miền là cứu được tình nhân, dù cho gặp cảnh khó khăn chi sơn. Ân ngài vong hồn ông sống khôn thác thiên, xin cho tôi bữa quan tài lấy ốc, cứu mạng người yêu đang mang chứng nhức đầu đông. Vài bữa nữa đây tôi sẽ làm chai siêu độ cho ông, để hồn ông được về Tây Phương Phật. Hãy cho bà giữ á, thiệt là ghê gớm thay cho kẻ mê tình nhân. Nở đăng tâm bữa nắp quan tài, muốn thử xem lời ai đã hứa, nên giả chết để dò thử tình y, thì chăng ngăn hại tâm lòng của phụ nhân. Sớm chiều đã đổi dời, ôi mẹ mai cho lòng của ai. Tại sao bà không trả lời? Bà chạy đi đâu? À phải rồi, bà xấu hổ với lời đường tiếng mật, bởi thẹn câu năng thuyết bất năng hành. Bà ôi gai như bà một mặt hai lòng, bà đừng sống cho danh
sổ tiết. Ủa lạ kìa, người ác phủ sao đi đâu biền biệt, thẹn thùng gì khép chặt cửa phòng chung. Trời, vợ của ta đã tự ái quỷ mình, chắc có lẽ muốn ăn năn tội lỗi. Bà ơi, bởi tại ai xuống phủi câu đoan thế, chớ nào phải tại tôi xem nhẹ nghĩa can thường. Bà vừa nói với tôi rằng nếu tôi thác đi thì bà trăm năm thù tiếc đi thờ chồng. Thế mà khi tôi mới vừa nhắm mắt thì bà đã học theo phường lan trà bướm hông. Ghê thay độc phụ nhân tâm, ai ơi lừa lọc kẻo lầm phụ nhân. Bao giờ đầy nắp áo quan mới tin là vợ tào khoan của mình. Ôi kham ta phụ thế sự tỷ như hoa khai tạ, thế tử ngã tất mai, ngã tử thế tất giá. Khi ta thác đi thì ruộng về tay người, cài vợ về tay người. Bà ơi, tôi khóc đây không phải tôi mỉa mai chi bà, nhưng chỉ vì bà mới vừa cười.